Hai bảo hắn tu tiên chương 208, bất hủ giáo tiên bảo. Đại sư tỷ ngươi trở về rồi. Nghe được đại sư tỷ kêu gọi chính mình, lục dương hấp tấp trở lại thiên môn phong. Đại sư tỷ vẫn là bộ kia thanh lãnh dáng vẻ, từng đi hoàng cung nói chuyện một ít chuyện, mới từ hoàng cung trở về, nghe nói ngươi đến trúc cơ hậu kỳ. Lục dương trong lòng tự nhủ khẳng định là khôi lỗi nói cho đại sư tỷ. Đại sư tỷ quét lục dương một chút, giống như là đem hắn nhìn rõ ràng, đến trúc cơ hậu kỳ, bước kế tiếp liền nên mưu đồ như thế nào kết đan. Kết đan một bước này đối với tu sĩ mà nói cực kỳ trọng yếu, tại cổ lão nhất thời điểm, còn không có phi thuyền cái này vật phẩm, bởi vì kim đan kỳ có thể để cho tu sĩ tự do tại bầu trời bay lượng cái này một đặc tính, có người đem kim đan kỳ coi là tiên phàm đường ranh giới, cũng có người đem kim đan xưng là kim đan đại đạo. Đủ để gặp cảnh giới này địa vị Nếu là kết đan thượng phẩm Toái đan thành anh nước chảy thành sông không tốn sức chút nào. Đương nhiên, ngươi thân là kiếm linh căng, thiên phú dị bẩm, kết xuất nhất phẩm kim đan đối ngươi mà nói cũng không phải là việc khó, ngươi suy tính là kết loại nào loại hình nhất phẩm kim đan. Đệ tử bản tông kết đang chủng loại nhiều vô số kể, đều ghi chép trong tàn kinh cát, ngươi có thể đi tàn kinh cát xem một phen, tìm kiếm linh cảm. Vâng, còn có cái này, ngươi lấy được, sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Trước khi đi đại sư tỷ móc ra một cái bình thuốc nhỏ. Đây là vật gì? Lục Dương trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là có thể làm cho mình kết đan sau khi thất bại không tổn hại căn cơ đan dược, vẫn có thể cam đoan đan thành nhất phẩm tiên đan. Không hổ là đại sư tỷ, liền loại này đồ tốt đều có thể đoạt tới tay. Mắt dược thủy, sách đã thấy nhiều giọt hai giọt. Đa tạ đại sư tỷ quan tâm. Phiền phức tiền bối ra một cái. Đại sư tỷ kêu lên bất hủ tiên tử thế nào? Bất hủ tiên tử có chút khẩn trương, bắt đầu cấp tốc suy nghĩ chính mình có phải hay không làm sai chỗ nào. Gần nhất chính mình thật đàng hoàng, không cho lục dương gây phiền toái đi, nhiều lắm thì hắn tu luyện chính thời điểm đang ngủ. Đại sư tỷ móc ra một lớn đẩy tiên bảo, tiên bảo tạo hình khác nhau, tản ra tiên đạo vần sáng, xem xét cũng không phải là phàm vật. Đây là từ bất hủ giáo tịch thu được tiên bảo, có tiền bối muốn đồ vật sao? đại sư tỷ muốn vật quy nguyên chủ bất hủ tiên tử nhìn lướt qua biểu môi không có gì muốn tiền bối đây là vật gì đại sư tỷ nhặt lên một viên trúc châm tiên bảo bên trong có rất nhiều đại sư tỷ cũng không biết rõ nguyên bản tác dụng là cái gì đồ vật nàng cùng đại hạ vương triều nghiên cứu nửa ngày đều không có nghiên cứu ra được hiện tại vừa vặn hỏi một chút nguyên chủ cái này mai trúc châm có thể tùy tiện bị ý niệm thôi động tốc độ di chuyển cực nhanh mà lại có thể phá vỡ phòng ngự, là ám khí bên trong vương giả. Cây tâm. Cái này đâu? Đại sư tỷ cầm lấy một cây côn sắt, trải qua giám định, côn sắt trên tôi lấy kịch độc, có thượng cổ thất truyền đã lâu chỉ ở cổ tịch trên ghi lại độc dược, có nhìn không minh bạch tạo thành dược lý độc dược. Đại hạ vương triều các học giả suy đoán, cái này nhất định là thượng cổ tiên nhân luyện chế độc dược lúc quấy bổng, trường kỳ tiếp xúc các loại độc dược, mới hình thành như bây giờ. Đũa, cái này đâu đại sư tỷ sốc lên một cái vạt nước cái nắp gây mũi khí tức đập vào mặt trong chung nước thịnh phóng lấy tràn đầy chất lỏng màu đen bên trong phản phất nổi lên vô số oan hồn a a a là ta nhưỡng giấm nghĩ không ra bất hủ giáo còn có giữ lại loại này đồ tốt có thể trả cho ta không đại sư tỷ trầm ngâm một lát ra ngoài an toàn cân nhắc cự tuyệt bất hủ tiên tử yêu cầu ngươi nói chuyện không tính toán gì hết bất hủ tiên tử chống nạnh quát lớn đại sư tỷ đại sư tỷ mắt biết tai ngơ đây là làm gì vậy đại sư tỷ chỉ vào dài chính trượng rộng chính trượng bố hỏi theo bất hủ giáo cao tầng bàn giao trường này bố ẩn chứa không gian chi năng có thể bao khỏa vạn vật liền xem như người sống cũng có thể đặt vào ai nếu là đứng tại bày lên rõ ràng là mấy bước sự tình coi như cuối cùng pháp lực di động cũng không cách nào ly khai bày phạm vi ga giường trải qua ta luyện chế thay thế nệm, ta ngủ thời điểm nghỉ trên giường đánh như thế nào lăn đều rơi không đi xuống. Hiện tại ta cũng không có nhục thể, muốn cái này đồ vật không có tác dụng gì, các ngươi cầm đi. Cái này đâu? Đại sư tỷ lấy ra một tờ mâm tròn. Trương này mâm tròn tính chất cứng rắn, không gì không phá, có học giả phỏng đoán đây là thời kỳ thượng cổ tấm trắng, chỉ bất quá ít đi một chút, còn có học giả phỏng đoán chỉ cần dùng phương pháp thích hợp thôi động, liền có thể xuất hiện tại địch đầu người đỉnh, định trụ đối phương. Ta đặt chế bàn ăn. Bất hủ tiên tử vàng nàng nói, chúng ta kia thời điểm bàn ăn chất lượng không hề tốt đẹp gì, rất dễ dàng để lọt, ta đặt địa chính mình luyện chế ra một bộ. Hỏi một vòng, Lục Dương phát hiện bất hủ giáo cái gọi là tiên bảo, đều là bất hủ tiên tử đồ dùng hàng ngày. Chỉ có thể nói không hổ là tiên nhân vật phẩm, đều có thần dị chỗ, tỉ như có thể thịnh phóng vạn dặm sông lớn thùng gỗ là nàng bể bơi, tỷ như hoàng lương gối đến bây giờ còn bị đại trưởng lão xem như bảo bối cung cấp. Phêu. Sâu nướng, mới vừa ra lò sâu nướng, lại trượt lại non. Độc nhất vô nhị phối phương, cam đoan nghiện. Ăn một chuỗi nghỉ hai chuỗi, ăn hai chuỗi nghỉ mười chuỗi đấy. Vấn đạo tông khu buôn bán, vang dội tiếng gào tại đường đi quanh quẩn, đồ nướng mùi thơm quanh quẩn trong lòng, dẫn tới rất nhiều người đến nhấm nháp. Lúc này màn đêm vừa mới giáng lâm, bận rộn một ngày vấn đạo tông nhóm đệ tử nhất ưa thích ở chỗ này nghỉ ngơi mua sắm giao lưu tu luyện tâm đắc chính như tiếng rao hàng nói như vậy lại đến một chuỗi quán đồ nướng sâu nướng có chỗ độc đáo rất nhiều đệ tử ngày đầu tiên buổi tối tới ăn ngày thứ hai ban đêm còn muốn đến ăn có người hoài nghi quán đồ nướng bên trong hạ để cho người ta nghiện độc nhưng trải qua đang đỉnh phong thất trưởng lão nghiệm chứng xác định người ta chỉ là làm ăn ngon cũng không phải là hạ độc Ba đạo người áo đen mang theo mũ trùng, sững sờ đứng tại quán đồ nướng trước cửa, trở nên thất thần, trước mắt phồn hoa trở nên xa không thể chạm, người đến người đi khách nhân cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Trong đó một đạo người áo đen lấy xuống mũ trùng, nhìn thấy náo nhiệt quán đồ nướng, phát ra một tiếng cảm khái. Tiểu Lưu, Tiểu Cao, các ngươi còn sống. Nghe được thanh âm quen thuộc, Lưu sư phó cùng Cao sư phó thân thể dừng lại, còn tưởng rằng xuất hiện nghe nhầm. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn thấy thanh âm chủ nhân, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Giáo chủ. Còn có ta. Vị thứ hai người áo đen xốc lên mũ trùng, là kim phó giáo chủ. Giờ khắc này, bất hủ giáo tầng cao nhất, một vị giáo chủ, ba vị phó giáo chủ tề tụ tại đây. Bọn hắn đều là đã từng phong vân nhân vật, nắm giữ lấy tứ đại ma giáo một trong lực lượng tuyệt đối, mà bây giờ, bọn hắn chỉ có thể ở quầy đồ nướng tụ lại giáo chủ xưa nay không cho rằng bất hủ giáo luân hãm là lưu cao hai vị phó giáo chủ trách nhiệm chân chính dẫn sói vào nhà chính là hắn chính mình không trách được người khác các ngươi ngồi trước chúng ta nướng xong cái này mấy chỉ riêng thu quán trước hiệu còn xếp hàng dài lưu sư phó cùng cao sư phó để người phía sau đừng lại xếp hàng bọn hắn lại nướng năm chỉ riêng thu quán giáo chủ chú ý tới xoa cái bàn thu thập cái thẻ tiểu nhị là trong giáo trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu trong lòng nói không được là tư vị gì lưu sư phó cùng cao sư phó bán xong cuối cùng một đơn tuyên cáo kinh doanh kết thúc kéo lên cửa tiệm cùng giáo chủ ôn chuyện các ngươi tại sao lại ở chỗ này bất hủ giáo hủy diệt sự tình chỉ có một phần nhỏ người biết rõ lưu sư phó cùng cao sư phó ở chỗ này chính là phổ thông quán đồ nướng lão bản không biết bên ngoài sự tình nói rất dài dòng a giáo chủ một tiếng thở dài nói tận rất nhiều bất đắc dĩ Thắng kỹ càng giảng thuật lục dương ba người là như thế nào chui vào bất hủ giáo tổng bộ, bất hủ giáo lại là như thế nào bị đại hạ vương triều vây quanh. Bất hủ giáo hủy diệt tin tức quá nặng nề, mấy người trầm mặt một hồi, lưu sư phó thừa nhận bất hữu hủ giáo hủy diệt sự thực, rất mau đánh lên tinh thần. May mắn các ngươi đã tới, bây giờ vấn đạo tông nội bộ phân chia rất nhiều thế lực, chính là thi triển quyền cước thời cơ tốt, chúng ta đang lo nhân thủ không đủ, các ngươi liền đến Lưu sư phó ánh mắt sáng rực nhìn về phía giáo chủ và kim phó giáo chủ. Giáo chủ nhãn tình sáng lên. Giáo chủ vốn cho rằng mấy người bọn họ lưu lạc đến tận đây, đời này chú định vô vọng lật bàn, muốn tại vấn đạo tông ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả đời, không nghĩ tới tại lưu phó giáo chủ nơi này, tìm tới mới hy vọng. Xem ra vấn đạo tông nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, có minh tranh ám đấu, bọn hắn ma đạo nhất am hiểu là cái gì, không phải liền là châm ngòi ly gián mau nói nói chuyện vấn đạo tông nội bộ có mấy cổ thế lực giáo chủ có vẻ hơi vội vàng lưu sư phó trương khai bình chướng lại bày ra mấy đạo trận pháp có thể hữu hiệu phòng ngừa thanh âm truyền ra cùng bị người dùng thần thức nghe lén gặp lưu phó giáo chủ chuẩn bị như thế đầy đủ giáo chủ có chút hổ thẹn hắn vừa rồi nóng vội phía dưới vậy mà quên bày ra phòng ngừa tin tức truyền ra ngoài thủ đoạn năm vị bất hủ giáo trưởng lão cung phụng thấy thế có chút do dự không biết rõ có muốn nghe hay không xuống dưới, cái này tự hồ không phải bọn hắn loại này cấp bậc nhân vật có tư cách dự thính tuyệt mật hội nghị. Giáo chủ ngoắc để bọn họ chạy tới, đây đều là bất hủ giáo còn sót lại lực lượng, lẽ ra có tư cách dự thính. Gặp người đều dự thính xong xuôi, lưu sư phó hạ giọng, nói ra, liền trước mắt tới nói, chúng ta có thể tiếp xúc đến thế lực tổng cộng có ba cổ, cái này ba cổ thế lực là vấn đạo tông tam đại Tự đầu, vấn đạo tông đệ tử đông đảo, đều chạy không khỏi cái này tam đại cự đầu khống chế cái này tam đại cự đầu đều có mấy vị hợp thể kỳ tọa trấn trong đó không thiếu hợp thể hậu kỳ đại năng giáo chủ gật đầu vấn đạo tông ba đại thế lực có hợp thể hậu kỳ đại năng chẳng có gì lạ nhưng có độ kiếp kỳ đại năng lưu sư phó lắc đầu tạm thời còn chưa phát hiện loại kia lão quái vật sẽ không tùy tiện cho thấy lập trường nên không tại tam đại cự đầu liệt kê kim phó giáo chủ nhẹ nhàng thở ra không có độ kiếp kỳ liền tốt, bằng chúng ta thủ đoạn, tại tam đại cự đầu ở giữa quay vòng cũng không phải là việc khó, cái này tam đại cự đầu quan hệ như thế nào, nhưng có hoạt động không gian. Lưu sư phó đồng ý kim phó giáo chủ ý nghĩ, độ kiếp kỳ uy hiếp quá lớn, tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều không dùng chỗ, hắn tiếp tục nói ra, đừng nhìn ta mỗi ngày chỉ là tại đầu đường đồ nướng, kỳ thật ta lưu ý vấn đạo tông nhóm đệ tử nói chuyện, từ rường rà trong tình báo, cẩn thận thăm dò từ đó suy đoán ra tam đại cự đầu quan hệ. Lưu sư phó đem ba con bác bày tại trên mặt bàn, thay thế tam đại cự đầu. Tam đại cự đầu theo thứ tự là lịch sử lâu đời Bách Hương Lâu, lấy xào rau làm chủ quán bán hàng liên hiệp hội, lấy các loại phẩm loại nồi lẩu làm điểm bán hỏa oa đại minh. Bách Hương Lâu tại thương nghiệp đường phố thời gian dài nhất, theo ta được biết, có chút đệ tử mới nhập môn lúc liền ăn Bách Hương Lâu, tu luyện tới hợp thể kỳ, vẫn như cũ ưa thích tại Bách Hương Lâu ăn cơm, Bách Hương Lâu không chỉ có hương vị thượng giai, còn có tình hoài gia trì, là tam đại cự đầu số 1. Lưu sư phó đem chén lớn móc ngược, đại biểu Bách Hương Lâu. Quán bán hàng liên hiệp hội cũng không phải là một cửa tiệm, mà là nhiều nhà lấy xào rau làm chủ cửa hàng liên hợp hình thành thế lực, những này xào rau phong vị đều có khác biệt, khả năng hấp dẫn các lộ vấn đạo tông đệ tử, nó thế lực tại tam đại cự đầu bên trong xếp hạng thứ hai. Lưu sư phó đem bên trong bát móc ngược, đại biểu quán bán hàng liên hiệp hội còn có hỏa Hoa đại minh đây là thương nghiệp đường phố lớn nhất tiệm lẩu rất nhiều tiệm lẩu phía sau đều có thân ảnh của nó nó giống như là một cái nhìn không thấy bàn tay lớn màu đen tùy ý loay hoay thương nghiệp đường phố tiệm lẩu hưng suy cùng menu chỉ bất quá nồi lẩu cùng xào rau so ra đồ ăn chủng loại hơi có vẻ đơn bạc sinh ý không bằng quán bán hàng liên hiệp hội là tam đại cự đầu chi mạc lưu sư phó đem chén nhỏ móc ngược đại biểu hỏa hoa đại minh bách hương lâu đồ ăn cấp cao bộ phận món ăn hiệu quả sánh vai đỉnh tim đại dược, trợ người tu vi nhanh chóng tăng trưởng, có thể xuất nhập nơi đó đệ tử không phú thì quý, là cho nên bách hương lâu địa vị siêu nhiên, co nhẹ tại cùng mặt khác hai đại cự đầu cạnh tranh. Tại quán bán hàng liên hiệp hội cùng hỏa hoa đại minh cạnh tranh bên trong, hỏa hoa đại minh nội tình không đủ, rơi xuống hạ phong. Chúng ta quán đồ nướng tuy nói vừa mới cất bước, nhưng sinh ý nóng nảy, đợi một thời gian, cũng không kém cõi tam đại cự đầu, tiềm lực to lớn, ta cho rằng chúng ta có thể cùng hỏa qua đại minh hình thành liên hợp, đối kháng quán bán hàng liên hiệp hội. Cao sư phó xen vào, mà lại từ địa lý vị trí bên trên nhìn, hỏa hoa đại minh cự ly chúng ta rất gần, cách xa nhau nửa cái đường phố, cũng phù hợp hợp tung liên hoành, đánh xa gần giao binh pháp lý luận. Cao sư phó đọc thuộc lòng binh pháp, là quán đồ nướng túi khôn. Tại tam cự đầu phía trên, còn có một tôn siêu nhiên thế lực, đó chính là nhà ăn. Bất luận từ bối cảnh trên nhìn, vẫn là lưu lượng khách cùng tiêu phí trình độ nhìn, phòng ăn địa vị ở xa tam đại cự đầu phía trên. Tin tức tốt là, vấn đạo tông đệ tử đi nhà ăn mua không phải đồ ăn, mà là vũ khí, từ công năng định vị trên nhìn, cùng chúng ta cũng không gặp nhau, cũng không cần lo lắng ngày sau phát sinh cùng nhà ăn va chạm cục diện. Trải qua lưu sư phó cùng cao sư phó nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích, giáo chủ và kim phó giáo chủ đại khái nắm giữ cục diện trước mắt. Mặc dù bắt đầu khó khăn, nhưng chỉ cần vận hành cái bẫy, chưa chắc không thể có thể trở thành vị thứ tư cự đầu. Lập tức cao sư phó có chút sầu lo, mặc dù từ trên lý luận giảng, chúng ta có thể cùng Hỏa Hoa Đại Minh liên minh, mà dù sao đối phương là uy tín lâu năm cự đầu, không nhất định nguyện ý cùng chúng ta loại này căn cơ còn thấp quán đồ nướng hợp tác. Cao sư phó chuẩn bị ngày mai cùng Hỏa Hoa Đại Minh thảo luận một cái, chỉ bất quá hắn đã sớm làm ăn ngon bế môn canh chuẩn bị. Nhìn cao sư phó ưu sầu, giáo chủ lộ ra mỉm cười thản nhiên hắn lấy ra một tờ đại biểu cho vấn đạo tông cao tầng ý chí giấy bày ở trước mặt mọi người các ngươi lại nhìn đây là vật gì lưu sư phó cao sư phó cùng năm vị bất hủ giáo cao tầng nhìn thấy trên giấy văn tự con ngươi đột nhiên co lại trong đó một vị bất hủ giáo cao tầng thất thanh nói cái này cái này lại là trại chăn nuôi kinh doanh giấy phép giáo chủ trong tươi cười tràn ngập tự tin đúng chính là chúng ta cùng hỏa hoa đại minh liên minh tư cách bất luận là quán đồ nướng vẫn là tiệm lẩu cần nhất là cái gì đương nhiên là tươi mới nguyên liệu nấu ăn nếu là có cơ hội nuôi một chút trân quý yêu thú cung cấp bách hương lâu dạng này chúng ta liền cùng bách hương lâu dựng thượng tuyến đám người hít một hơi lãnh khí không hổ là giáo chủ vậy mà sớm có chuẩn bị kinh hỷ không chỉ chừng này giáo chủ lách mình mời thứ ba vị người áo đen hiển lộ chân dung thứ ba vị người áo đen từ đầu đến cuối đều không nói gì chỉ là lẳng lặng nghe bọn hắn thảo luận hiện tại hắn lấy xuống mũ trùng lộ ra tấm kia hiền lành mà tan thương mặt các tín đồ lần đầu gặp mặt các ngươi có thể gọi ta bất hủ tiên nhân bất hủ tiên nhân đám người là thật chấn kinh bọn hắn không nghĩ tới bất hủ tiên nhân vậy mà sống lại có giáo chủ làm đảm bảo mọi người cũng chưa hoài nghi bất hủ tiên nhân thân phận càng quan trọng hơn là bọn hắn có thể cảm giác được cùng bất hủ tiên nhân ở giữa có nói không rõ không nói rõ liên hệ, mối liên hệ này không làm được giả. Chúng ta bái kiến bất hủ tiên nhân. Lưu sư phó cùng cao sư phó dẫn đầu quỳ xuống. Bái kiến bất hủ tiên nhân. Đằng sau năm cái bất hủ giáo cao tầng cũng quỳ xuống lễ bái. Đứng lên đi. Bất hủ tiên nhân thản nhiên nói, ta đã cùng vấn đạo tông đạt thành hiệp nghị, chỉ cần ta không ly khai vấn đạo tông, Vậy ta tại Vấn Đạo Tông có thể tự do hoạt động. Ta càng nghĩ, cảm thấy vẫn là đến các ngươi nơi này tốt nhất. Vừa rồi ta nghe các ngươi giảng nửa ngày, đối với các ngươi có chút thất vọng. Bất Hủ tiên nhân trong ánh mắt toát ra đối mấy người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Các ngươi thân là hợp thể kỳ, chẳng lẽ muốn cả một đời tại Vấn Đạo Tông mở quán đồ nướng, mở trại chăn nuôi sao, các ngươi cam tâm làm thế này sao? Mời tiên nhân chỉ giáo giáo chủ bọn người nghĩ đến bọn hắn đã từng đều là quát tháo phong vân đại nhân vật, bây giờ đối mặt có cơ hội trở thành thứ tứ đại cự đầu liền đắc chí, rất cảm thấy hổ thẹn. Chỉ là vấn đạo tông chính là các ngươi mục tiêu sao? Muốn mở, liền muốn tại toàn bộ trung ương đại lục mở đại lý. Muốn làm, liền muốn làm lớn nhất, làm tốt nhất. Lục Dương Cẩn Tuân Đại Sư tỷ dạy bảo, thành thành thật thật đi tới Tàng Kinh Các. Tại Tàng Kinh Các ra trước cửa, gặp từ khi mang theo chính mình đi nhà ăn mua vũ khí về sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua Chu Lộ Lộ Sư tỷ. Chu Lộ Lộ Sư tỷ, đã lâu không gặp. Chu Lộ Lộ Sư tỷ say mê tại sách thế giới, nghe được Lục Dương thanh âm, ngẩng đầu cười nói, "Là Lục sư đệ a, là ngươi rất lâu không có gặp ta, trước mấy ngày ngươi làm tông chủ thời điểm, ai chưa thấy qua ngươi." Lục Dương lúng túng cười, không tiện nói gì. Cũng không thể nói kỳ thật không phải ta làm tông chủ là trong cơ thể ta 16 tuổi tiên tử muốn làm. Có 2 3 tháng không đến tàng kinh cát là muốn tìm sách gì sao? Muốn tìm tìm liên quan tới như thế nào kết đan sách. Chu Lộ Lộ bừng tỉnh đại ngộ, a à đúng, ngươi hiện tại là trúc cơ hậu kỳ, nên cân nhắc như thế nào kết đan. Chu sư tỷ ban đầu là như thế nào kết đan? Chu sư tỷ nhớ lại một cái trước đây tình hình, nói, kia là một cái trời mưa xuống, ta ngay tại dưới mái hiên đọc sách đọc một chút không biết rõ làm sao vậy, cảm thấy trong sách chữ nghĩa từng cái nhảy lên, ánh vào não hải, văn tự từ não hải hướng phía dưới, trải qua ngũ tạng lục phủ, đi vào đan điền, linh lực từ sương mù hóa thành chất lỏng. Hóa thành róc rách dòng suối, lại cùng văn tự dung hợp, ngưng tụ thành một hạt kim đan. Chu sư tỷ tốt thiên phú. Lục Dương tán tháng nói, hắn nghe nói thiên tư tung hoành hạng người, kết đang lúc là thuận lý thành chương sự tình, cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu tâm thần thậm chí có thiên kiêu, ngủ một giấc, liền thành công. Tỷ như thượng của thiên kiêu hoàng đậu đậu, chính là ngủ một giấc kết đan. Chu lộ lộ liên tục khoát tay, có chút xấu hổ, lục sư đệ không thể nói như vậy ta, trong tông môn so ta thiên phú mạnh các sư huynh sư tỷ có rất nhiều, bọn hắn kết đan lúc phí hết không ít chuyện, cũng không thể dùng kết đan dễ dàng hay không phán đoán thiên phú cao thấp. Ta nghe nói đái bất phàm sư huynh cùng quý hồng văn sư huynh hai người, bọn hắn kết đang lúc làm rất nhiều chuẩn bị, còn phải sư môn tương trợ mới thành công kết đan. Tàng kinh các tầng thứ nhất mặt đông nhất trên giá sách có lục sư đệ cần sách. Lục Dương cám ơn Chu sư tỷ đi vào Tàng kinh các, bất quá trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Tàng kinh các rất lớn, không biết rõ có bao nhiêu giá sách dựa vào vách tường. Dĩ vãng chính mình tìm cái gì sách, Chu lộ lộ sư tỷ đều sẽ nói với mình tại thứ mấy sắp xếp thứ mấy liệt. Làm sao hôm nay nói như thế không rõ ràng? Rất nhanh Lục Dương liền biết đáp án. Tàng kinh các phía đông nguyên một mặt trên vách tường đều bày biện liên quan tới kết đan kinh nghiệm thư tịch, có một phần nhỏ là ngoại giới, đại đa số là vấn đạo tông 12 vạn năm lắng động kết quả. 12 vạn năm trước sách sẽ không bày ở nơi này, bày ở nơi này đều là sao chép bản. Tiên tử ngươi đối kết đan có đề nghị gì sao? Lục Dương quyết định hỏi trước hỏi một chút thượng cổ ngũ tiên đứng đầu, tự xưng, bất hủ tiên tử. Tại thời kỳ thượng cổ, ta từng gặp một cái kim đan, có thể xưng mạnh nhất nhất phẩm kim đan liền ngay cả ta kết thành kim đan đều mặc cảm lại còn có loại này kim đan lục dương kinh ngạc bất hủ tiên tử từ trước đến nay miệng sau so mặt cứng rắn chưa từng thừa nhận chính mình là thượng cổ ngũ tiên bên trong nhất mất mặt cái kia nghĩ không ra lần này nàng sẽ chủ động thừa nhận không bằng người khác mà lại kim đan các loại thiên về có chỗ khác biệt như thế nào đánh giá đệ nhất thời kỳ thượng cổ không người thành tiên trước đó các lộ thiên kiêu tranh độ So thủ đoạn, liều bối cảnh, giảng thiên phú Ta tại kia thời điểm là làm thế thứ nhất Ứng thiên tiên, cử trọng tiên bọn hắn kia thời điểm cũng không bằng ta Bị ta đánh tè ra quần Kia thời điểm có một vị thiên kiêu Số đào hoa cực kỳ tràn đầy Hắn kết đang thường có 7 vị hồng nhan tri kỷ Cũng là lúc ấy thanh danh nhất thời tài nữ, ma nữ, thánh nữ Vị kia thiên kiêu cùng 7 vị hồng nhan tri kỷ kết đan Đều thành nhất phẩm kim đan Trong đó vị kia thiên kiêu kim đan làm chủ bảy vị hồng nhan tri kỷ kim đan làm phụ thành thất tinh ủi vị chi thế lúc chiến đấu vị kia thiên kiêu có thể hóa hồng nhan tri kỷ kim đan cho mình dùng chiến lực ít nhất tăng trưởng gấp bảy đây là ta biết đến mạnh nhất kim đan tạ ơn không có chút nào tham khảo tính lục dương liếc mắt coi như nghe bất hủ tiên tử kể chuyện xưa hắn đi đâu tìm bảy cái hồng nhan tri kỷ đi ngươi làm tìm hồ lô qua đâu ta còn biết một loại kim đan phi thường cường đại bất quá ta cũng là nghe nói, không xác định có bao nhiêu tính chân thực, đây là phát sinh ở ta thời đại kia chuyện lúc trước. Thượng cổ một cặp tu sĩ vợ chồng, mới đầu thê tử kết đang lúc cũng không khác thường, là phổ thông nhất phẩm kim đan, nhưng theo từng ngày đi qua, kim đan càng biến càng lớn, thê tử giống như là mang thai. Thê tử mang thai 3 năm, kim đan tự động ly thể, toái đan thành anh, trở thành thê tử ngoài thân nguyên anh. Sau đó thì sao? Về sau thê tử phát hiện đây không phải là nguyên anh, là con trai của nàng. Tiên tử ngươi không có chuyện còn là trở về đi ngủ đi thôi. Đây đều là thượng cổ bí ẩn, người bình thường ta đều không cùng hắn giảng. Bất Hủ tiên tử đối Lục Dương chẳng hề để ý thái độ phi thường bất mãn. Nàng đường đường thượng cổ tiên nhân đứng đầu, Bất Hủ đạo quả trưởng khống giả, giảng tình báo một chữ nàng vàng biết hay không, muốn trân quý bất hủ tiên tử cố sự phù hợp lục dương đối nàng hoàn toàn như trước đây ấn tượng không đáng tin cậy biết rõ tiên tử không đáng tin cậy về sau hắn không đi nữa đường tắt bắt đầu thành thành thật thật đọc qua sư huynh sư thúc cùng các sư tổ kết đang tâm đắc dựa theo bất hủ tiên tử chỉ đạo đi là đường tắt vẫn là lối rẽ muốn hai chuyện độc thân kim đan nhất phẩm kim đan kim đan như mặt trời cương trực công chính ở trong đan điền tọa trấn bốn phương tám hướng Yêu ma quỷ mị các loại tà vật không thể cận thân, gần nữ sắc thì đang hủy người vong. Lục Dương vận khí rất tốt, tùy tiện tìm một quyển sách, lật qua lật lại không có vài trang, đã tìm được cùng mạnh cảnh chu có liên quan kim đan. Lục Dương khép sách lại, trông thấy sách bị viết, kết đan tâm đắc, thận độc đạo người lấy. Thận độc đạo người chính là vị kia cho độc thân linh căn mệnh danh tu tiên giới lão tiền bối, vị này lão tiền bối là đại ngu vương Triều Sơ Kỳ tu sĩ, không biết rõ là thọ nguyên hao hết vẫn là vẫn là đem chính mình giấu đi đợi đến đại thế đến lúc thức tỉnh. Lục Dương tiếp tục về sau nhìn lại, phát hiện quyển sách này nói là kết đang tâm đắc, không bằng nói là thận độc đạo người oán trách. Ta đi ngươi đại gia độc thân linh căn a, vì cái gì ta sẽ có một cái như thế xưa nay chưa từng có linh căn. Là ta đời trước làm chuyện xấu gặp báo ứng sao, vẫn là nói ta đời trước thê tử quá nhiều, đời này trung hòa một cái. Tu tiên chẳng lẽ không phải vì trái ôm phải ấp, thê thiếp thành đàn sao? vì cái gì liền ta cùng người khác không đồng dạng tu tiên còn có cái gì ý tứ lục dương yên lặng khép sách lại trả về chỗ cũ xem như vô sự phát sinh tiếp tục xem tiếp theo quyển sách a à, đây là đại sư tỷ kết đang tâm đắc lục dương giống như là phát hiện bảo tàng đây là một bản sách dày phía trên ghi chép các sư huynh sư tỷ kết đang phương pháp cùng kết đang tâm đắc xếp ở vị trí thứ nhất tự nhiên là đại sư tỷ hắn kềm chế tâm tình kích động xem tiếp đi chỉ gặp đại sư tỷ viết bản thân kết đan không bất luận cái gì giá trị tham khảo xin chớ bắt chước học ta người chết giống như ta người chết vì ngăn ngừa ngày sau người bắt chước bản thân kết đan bản thân kết đan phương pháp không tiện công khai lục dương rất tự nhiên bay qua đại sư tỷ một trang này nhìn những sư huynh sư tỷ khác nhóm là như thế nào kết đan lấy lục dương đối đại sư tỷ hiểu rõ nàng lão nhân gia kết đan phương pháp là không có nhân phục chế tính lục dương nghe nói đại sư tỷ đem mỗi một cảnh giới đều đi đến cực hạn nàng toái đang thành anh lúc dẫn tới sáng tỏ thiên lôi giúp cho trường trị phi thường khủng bố phải biết từ trước đến nay là nguyên anh kỳ đột phá hóa thần kỳ lúc mới có thể dẫn tới lôi kiếp nguyên anh kỳ liền có lôi kiếp là xưa nay chưa từng có sự tình có sư huynh phỏng theo đại sư tỷ phương pháp cũng nghĩ kết thành dẫn tới thiên kiếp nguyên anh hắn hao phí vô số tâm huyết Kim đang kỳ pháp lực đè ép đè thêm, không ngừng nện vững chắc cơ sở, rốt cục đã được như nguyện, toái đang thành anh, dẫn tới thiên lôi. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn sự tình phát sinh, vị sư huynh kia nguyên anh chủ động xuất thủ, tiếp nhận thiên lôi chi uy, đánh tan thiên lôi. Nguyên anh chủ động xuất thủ, đại sư tỷ nguyên anh cũng làm không được điểm này, cái này tương đương với nhiều một bộ cường đại phân thân, chiến lực tăng vọt. Đang lúc mọi người coi là muốn sáng tạo mới lịch sử lúc vị sư huynh kia nguyên anh không nói hai lời đem vị sư huynh kia đánh cái hoa rơi lưu thủy vị sư huynh kia liều mạng phản kháng cũng không địch lại vị sư huynh kia mặc dù đã là nguyên anh kỳ nhưng lại đánh không lại chính mình nguyên anh từ một loại ý nghĩa nào đó giảng xác thực sáng tạo ra lịch sử bất ngữ đạo nhân ý đồ trợ giúp vị sư huynh kia khống chế nguyên anh nhiều lần nếm thử không có kết quả về sau chỉ có thể xuất thủ đánh nát nguyên anh để vị sư huynh kia dùng những phương pháp khắc toái đang thành anh, đừng mở ra lối riêng, tự mình chuốt lấy cực khổ. Bởi vì chuyện này quá mất mặt, chỉ có vấn đạo tông nội bộ người biết rõ. Về phần vị sư huynh này tục danh, hi hữu làm người biết. Bất quá Lục Dương nghe mạnh cảnh chu bên này tin tức ngầm nói, vị này mất mặt sư huynh chính là Bất Ngữ đạo nhân cái thứ hai đồ đệ, chính mình nhị sư huynh. Vị sư huynh này ngay tại phương Tây màu vàng kim Phật quốc lịch luyện lục dương còn không có cơ hội nhìn thấy hắn chỉ ở thiên môn phong trong đại điện gặp qua hắn đen trắng chân dung có thời điểm cầu nguyện nhị sư huynh lịch luyện thuận lợi lục dương sẽ còn cho hắn dâng một nén nhang mong ước hắn lục dương đang nghe truyện trên tv audio cv sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia cũng sẽ thuận tiện cho tam sư tỷ trên một nén hương ta xem một chút đái bất phàm sư huynh kim đan thủy như ý kim đan nhất phẩm kim đan không minh thanh hương linh mà không lạnh kim bên trong mang lam, tại trong đan điền tự hành vận chuyển, tự động tu luyện, đem tự thân linh lực hóa thành gợn sóng, tại thể nội khuếch tán, bảo đảm tự thân linh lực tùy thời ở vào cường thịnh trạng thái. Phương pháp tu luyện, mỗi ngày uống nước đến trong nước độc, sau đó ngâm mình ở hồ nước 10 ngày mà không ra mặt nước, đem tự thân tưởng tượng thành một đuôi cá, trong hồ tự do du động, thân hình như ý, cuối cùng lấy đan điền là những trữ vật, dùng không gian chi năng đem một hồ chi thủy đặt vào trong bụng, cùng tự thân linh lực kết hợp áp suất là kim đan chú ý hạng mục một, một trong chớ có xâm nhập tưởng tượng thành cá để tránh nhìn thấy mồi câu liền cắn câu chú ý hạng mục thứ hai đem một hồ chi thủy đặt vào trong bụng lúc mời sớm báo cáo chuẩn bị để tránh cùng ta đồng dạng tao ngộ lao ngục tai ương chú ý hạng mục chi ba trong nước độc là hiện tượng bình thường mời uống nước trước chuẩn bị tốt tương ứng đang dược lục dương nhìn thấy ba khoản chú ý hạng mục rất khó tưởng tượng đái bất phàm sư huynh đã từng gặp được cái gì Ai là thủy thuộc tính kim đan Bất hủ tiên tử thanh âm vang lên Lục dương có chút kinh ngạc Tiên tử, ngươi còn chưa ngủ ra đây Chơi chán ngủ tiếp Bất hủ tiên tử khoát tay Nói tới thủy thuộc tính kim đan Ta nhớ tới ta còn gặp được hai tên thủy thuộc tính kim đan đối thủ Hai người bọn họ kim đan đều là nhất phẩm Nhưng kim đan kỳ bên trong hãng hữu đối thủ Nếu là liên thủ càng là chỗ hướng bể nghễ. Bọn hắn một người kim đan là tam giang ngũ hồ đan, có thể điều động tam giang ngũ hồ lực lượng, gọi ra giang hà chi thủy, một người khác kim đan là biển lớn vô ngần đan, có thể điều động hải dương lực lượng, gọi ra đại dương mênh mông nước biển. Hai loại kim đan loại kia mạnh hơn, là biển lớn vô ngần đan sao? Lục dương hiếu kỳ, dù sao giang hà lực lượng sao có thể hơn được biển lớn? Bất hủ tiên tự lắc đầu, giang hà lực lượng xác thực không sánh bằng biển lớn, nhưng kim đan kỳ lại không thể lập tức toàn bộ điều động sẽ có một cái cực hạn hai loại kim đan cực hạn uy lực không kém bao nhiêu nói không nổi cái gì phân chia cao thấp lục dương càng hiếu kỳ hai loại đều là thủy thuộc tính nhất phẩm kim đan từ công năng bên trên nghe cũng không có quá khác biệt lớn uy lực cũng chia không ra cao thấp vậy cái này hai loại kim đan đến cùng khác nhau ở chỗ nào đương nhiên là một cái phóng thích nước ngọt một cái phóng thích mặn nước a bất hủ tiên tử đương nhiên nói một bộ lục dương ngươi đần như vậy biểu lộ. Lục dương, chấm chấm. Các ngươi đám này tu sĩ thời kỳ thượng cổ không có chuyện làm đúng không, còn điểm nước ngọt kim đan cùng mặn nước kim đan. Hai người này mặc dù coi như cường đại, nhưng ở ta tị thủy quyết trước mặt, tính không lên đối thủ. Bất hủ tiên tử cố gắng nói phong kinh vân đạm, biểu hiện ra loại kia trong lúc nói cười địch nhân biến thành cho bụi tự tin, nhưng lục dương nhìn tiên tử kia dùng sức ép đều ép không được khóe miệng, liền biết rõ nàng có bao nhiêu đắc ý lục dương âm thầm cảm khái tiên tử không hổ là tiên tử a mặc dù bình thường không đứng đắn không đáng tin cậy nhưng suy nghĩ kỹ một chút thời kỳ thượng cổ thiên kiêu sao mà nhiều chồng sao sáng chói thiên tài như rừng là từ trước tới nay phồn hoa nhất tu hành thời kỳ mà lại thời kỳ thượng cổ cạnh tranh tàn khốc tại hoàn cảnh hạ hạ bất hủ tiên tử có thể trở thành thượng cổ năm vị tiên nhân một trong thành tiên quá trình bên trong tất nhiên là một đường hát vang chiến thắng rất nhiều nhìn như không có khả năng chiến thắng túc địch, loại người này chiến lực làm sao lại thấp. Kim đan thành cửu phẩm, nhất phẩm mạnh nhất, cửu phẩm nhất kém, nhất phẩm kim đan ít càng thêm ít, như trong các tìm kim, liền xem như vấn đạo tông loại này đặt ở bên ngoài đều là thiên kiêu tu hành tông môn, cũng chỉ có thể người bảo lãnh người đều có thượng tam phẩm kim đan, nhất phẩm kim đan số ít quần thể. Cái này đủ để có thể nói rõ nhất phẩm kim đan cường đại. Hai vị nhất phẩm kim đan liên thủ không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng kia là cỡ nào vô địch dù vậy cũng bị nàng một chiêu đánh tan loại này chiến tích tuyệt đối mười phần kinh khủng đúng rồi tiên tử ngươi kia thời điểm là cái gì tu vi nguyên anh kỳ ta liền biết rõ ngươi nói cái gì không có gì lục dương tiếp tục xem tiếp đái bất phàm sư huynh đằng sau là quý hồng văn sư huynh tứ quý thanh trúc đan nhất phẩm kim đan đan văn quẩn trần trúc bốn mùa luân chuyển thanh trúc không thay đổi, trường thanh dài lục, nên gây nên thanh nhã, kiên cường, ôn nhuận như quân tử. Phương pháp tu luyện, trúc bắt đầu sinh, một tấc chi manh tai, mà tiết lá cổ chỗ này, là cho nên vẽ trúc trước phải được thành trúc tại trong lồng ngực, chấp bút quen xem, sau đó lấy trúc làm thức ăn, lấy trúc là nước, thân cận tự nhiên, cảm ngộ tự nhiên, ánh mắt chiếu tới chỗ vốn là màu xanh biếc, như thế mới có thể thành đan. Chú ý hạng mục một, một trong họa công không tốt người xin chớ kết này kim đan. Chú ý hạng mục thứ hai, tại rừng trúc tham ngộ lúc cảnh giác thực thiết thú công kích, bọn chúng sẽ cho rằng ngươi tại đoạt thức ăn của bọn họ. Chú ý hạng mục chi ba, này kết đang phương pháp giới hạn tại thanh trúc, xin chớ suy ra đến tiên nhân trưởng, bá vương hoa các loại thực vật bên trên. Nhìn ra được, đái bất phàm cùng quý hồng văn hai vị sư huynh kết đang lúc đều có một ít ngoài ý muốn trải qua. Lục Dương tiếp tục về sau lật, các sư huynh sư tỷ kết đang phương pháp cùng kết kim đang đột xuất một cái thả bản thân hoàn toàn nhìn không ra có kim đang vô hối ý nghĩ cũng không đúng nói không chừng các sư huynh sư tỷ cảm thấy nếu là thành thành thật thật kết đang mới sẽ hối hận lục dương đại khái đoán được các sư huynh sư tỷ ý nghĩ cái này cũng phù hợp vấn đạo tông nhất quán mạch suy nghĩ lục dương bản thân là kiên quyết chống lại loại này mạch suy nghĩ hắn cho rằng tương lai vấn đạo tông cần hắn loại này có chí chi sĩ đến lãnh đạo bản chính thanh nguyên, muốn cải biến vấn đạo tông không chính phong khí, dẫn đạo vấn đạo tông đi hướng chính quy. Các sư huynh sư tỷ kết đang phương pháp đủ loại. Tỷ Như có sư huynh đọc qua điển tịch, phát hiện rất nhiều thượng cổ đại năng trời sinh dị dạng, tỷ Như trọng đồng, thất thải lông mày, ba con mắt, hắn mặc dù đã xuất sinh, không thể có làm cái gì thiên sinh thần thánh, bởi vì cái gọi là cần có thể bổ vụng, biện pháp đều là người nghĩ ra được, hắn đem kim đang đặt ở mi tâm vị trí bên trên cùng có con mắt thứ ba, phi thường thần thánh, nhất là kim đang phóng ra quan mang thời điểm, càng là có thể đem người hù sửng sốt một chút. Người nói trời sinh dị dạng A, à, này, đều là gạt người, về sau thêm, lúc ấy các thiên tài cạnh tranh quá kịch liệt, không làm điểm đặc lập độc hành đặc thù, khác loại truyền thuyết, danh khí đều đánh không đi ra. Bất hủ tiên tử đối loại này hư giả tuyên truyền thịt mũi coi thường. Bất quá trời sinh dị dạng cũng có thật, tỷ như hai cá nhân tộc sinh hạ hài tử mọc cánh cái gì chấn động một thời về sau tra rõ ràng hài tử phụ thân bị tái rồi hài tử thật chính phụ thân là vũ tộc càng thêm chấn động một thời kỳ tiên tử ngươi lúc đó nổi danh nhất đặc thù là cái gì xinh đẹp a à, ra không phải ta cùng ngươi thổi ngay lúc đó thánh nữ ma nữ có một cái tính một cái đều không đẹp bằng ta nếu là lúc đương thời cái gì thượng cổ thập đại mỹ nữ bản xếp hạng ta có thể làm đệ nhất. Lục Dương coi như tiên tử nói là nói thật. Lục Dương còn chứng kiến có một vị sư huynh đêm xem thiên tượng, tìm hiểu hồi lâu, ngộ ra đến là đầy trời sao trời cũng không bằng mặt trời cường đại, liền kết xuất lợi dụng mặt trời năng lượng chiến đấu mặt trời đang, tại ban ngày lúc kim đang cực kỳ cường đại, đến ban đêm kim đang liền quẻ oải suy sụp. Cũng may vấn đạo tông công pháp nhiều mặt, dính đến từng cái lĩnh vực, có một môn chứa đựng năng lượng mặt trời công pháp bổ túc vị sư huynh kia nhược điểm. Lục Dương lật khắp các sư huynh sư tỷ kết đang ghi chép, hoàn toàn không cảm thấy những này đồ vật có thể cho chính mình mang đến tham khảo. Bất quá muốn nói thu hoạch cũng là có. Lục Dương sờ rõ ràng kết đang cụ thể quá trình, pháp lực viên mãn, đạt tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong đầu này điều kiện cơ bản nhất từ không cần nhiều lời. Muốn kết đan, còn cần có tham ngộ, có ít người chủ động truy cầu tham ngộ, như đái bất phàm sư huynh truy cầu nước cùng Quý Hồng Văn sư huynh truy cầu trúc có ít người thuận theo tự nhiên, tỉ như Chu Lộ Lộ sư tỷ. Hai loại kết đan phương pháp cũng không chia cao thấp, toàn bằng lựa chọn. Trước mắt mà nói, Lục Dương còn chưa nghĩ ra tự mình lựa chọn loại kia kết đan phương pháp. Quyển này hẳn là sư phụ kia một đời kết đan phương pháp. Lục Dương lật ra tờ thứ nhất, bất ngữ đạo nhân bốn chữ lớn liền bày ở phía trên, trên đó viết sư phụ kết đan thành công lúc cảm ngộ. Ha ha, ta tu luyện thành nhất phẩm trong kim đan kiếm đan. Về sau người không cần hâm mộ ta, đương nhiên, các ngươi nếu là hâm mộ ta cũng không có biện pháp, dù sao đây đều là ta khắc khổ tu luyện kết quả. Tu hành một chuyện dung không được nửa điểm qua loa cùng trình độ, cần cùng ta, cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân. Bất quá cảm ngộ cái này sự tình là ai cũng học không được ta, ta kiếm đạo thiên phú tất cả mọi người biết rõ, tùy tiện liền có thể học được tiền nhân kiếm chiêu, ngươi nhìn đại sư huynh, nhị sư huynh bọn hắn là kết đang mệt gần chết ta nhìn cái này kết đan cũng không phải rất khó mà. Ai, đại sư huynh bọn hắn thiên phú quá kém. Đằng sau là tám vị trưởng lão đối bất ngữ đạo nhân đánh giá, một bước một cái dấu chân, lão cửu nói có lý. Lục dương lại sau này lật một cái, là bất ngữ đạo nhân không xem chừng té ngã trên đất, toàn thân dấu chân, lục dương đếm, vừa vặn tám cái dấu chân. Kiếm đan Kiếm đan là kiếm linh căn đặc hữu kim đan, chỉ cần lục dương nghĩ, kết thành kiếm đan không phải việc khó, có khả năng sẽ giống như bất ngữ đạo nhân, trong mộng ngộ đạo, nước chảy thành sông. Muốn kết kiếm đan sao? Lục Dương lắc đầu, hắn vừa tới trúc cơ hậu kỳ, còn có thời gian, không cần thiết quá gấp lựa chọn, có thể từ từ sẽ đến. Tiên tử có cái gì đề cử sao, ngoại trừ hậu cung kim đan? Hắc hắc, đó là đương nhiên là bản tiên tử kết đan, vô địch đan, cái này thế nhưng là thiên hạ đệ nhị cường đại kim đan làm sao kết lục dương chưa nghe nói qua còn có loại này kim đan danh tự tốt ngay thẳng cùng tu sĩ liên tục chiến đấu không sợ khiêu chiến bách chiến bách thắng nuôi ra một loại ngoài ta còn ai vô địch khí thế lấy loại khí thế này làm dẫn dẫn đạo linh lực vận chuyển ngưng tụ thành đan đây là ta một mình sáng tạo kim đan ta đem nó mệnh danh là vô địch đan người bình thường ta đều không nói cho hắn làm sao kết loại này đan biết rõ cùng ta lẫn vào chỗ tốt rồi a à. Bất hủ tiên tử dương dương đắc ý, nghĩ dẫn tới lục dương sùng bái nhãn thần. Vì để phòng vạn nhất, ta trước sớm hỏi một cái, ngươi nói bách chiến bách thắng, là cùng cùng cấp bậc người chiến đấu, vẫn là trên lệch một cái cấp bậc người chiến đấu. Đương nhiên là trên lệch một cái cấp bậc. Bất hủ tiên tử kim đang rất cường đại, cho nên lục dương quyết định làm làm gió thoảng bên tai. Lục dương tại tàn kinh các nhìn ròng rã ba ngày, nhìn con mắt khô khốc, đầu óc đều không thanh tĩnh may mắn có đại sư tỷ cung cấp mắt dược thủy nhỏ lên hai giọt con mắt cùng đầu óc đều có chỗ chuyển biến tốt đẹp kết đan thật đúng là một kiện cần suy nghĩ thật kỹ sự tình lục dương thống khổ xoa mi tâm hắn nhìn quá nhiều kết đan phương pháp ngược lại không biết rõ nên kết loại kia kim đan ra ngoài đi dạo lục dương cảm thấy cả người đều cứng đờ hắn cùng canh giữ ở cửa ra vào chu lộ lộ lên tiếng chào hỏi ly khai tàn kinh cát lục dương đối mặt mặt trời tại tàn kinh các cửa ra vào thoải mái vặn eo bẻ cổ ưỡn ngẹo thân thể cứng ngắc cảm giác mới có chuyển biến tốt lục sư huynh nguyên lai like ngươi ở chỗ này xem như tìm tới ngươi một đạo mang theo ngạc nhiên thanh âm bên tai bờ vang lên là hạo nhiên a người đến chính là trước mấy ngày vừa gặp mặt qua lý hạo nhiên ngươi nhìn ta liền nói hắn ở chỗ này lý hạo nhiên đằng sau là uể oải mạnh cảnh chu có chuyện gì không? Lý Hạo Nhiên có chút nhăn nhó, cảm thấy cái này sự tình xấu hổ mở miệng, nhưng không nói lại không được, hôm qua phụ mẫu gửi thư, nói vị hôn thê của ta trở về, để cho ta đi gặp một mặt, ta còn không có gặp qua vị hôn thê của ta, có chút khẩn trương, nghĩ đến tìm người theo giúp ta đi một chuyến. Ta vốn là muốn tìm ngươi, mạnh sư huynh, mang sư huynh. Nhưng mang sư huynh đang cố gắng học tập pháp thuật, tạm thời thoát thân không ra, ta hiện tại chỉ tìm được mạnh sư huynh lục sư huynh ngươi có thời gian sao lục dương nghĩ nghĩ hắn hiện tại ngược lại là không có chuyện gì bồi tiếp lý hạo nhiên quay về một chuyến nhà cũng không sao thay cái hoàn cảnh nói không chừng liền có kết đăng ý nghĩ có thể khi nào ly khai sáng sớm ngày mai có thể chứ đi ngày thứ hai trước kia ba người liền tới đến ước định địa điểm tập hợp lý hạo nhiên đến sớm nhất nhìn thể hắn có chút khẩn trương có lão mã tại lục dương không cần khẩn trương như vậy đi ngồi phi thuyền nghĩ không ra a à, ngươi tiểu tử không hiển sơn không lộ thủy còn có vị hôn thê mạnh cảnh chu đối lý hạo nhiên nháy mắt ra hiệu trêu chọc lý hạo nhiên hắn làm mạnh gia trưởng tử từ còn chưa xuất sinh hoàn thành các quyền quý liền đến nhà bái phỏng hy vọng có thể thông qua mạnh cảnh chu cùng mạnh gia dựng thường tuyến mạnh cảnh chu xuất sinh về sau đến cầu thân người càng là đem ngưỡng cửa đều đạp nát nếu không phải ta vì tu luyện, ta bây giờ tại hoàn thành cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi A. Mạnh cảnh chu hơi có chút phiền muộn cùng cảm khái. Lý Hạo Nhiên khuyên nhủ có câu nói rất hay, người được cái gì thời điểm, kiểu gì cũng sẽ mất đi thứ gì, người mặc dù đã mất đi trở thành hoàn thành hoàng khố đệ tử cơ hội, nhưng đổi lấy là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ thuần dương linh căng. Lục Dương cũng ở một bên khuyên nhủ đúng A, nghĩ thoáng điểm đi, Trân quý ngươi bây giờ còn có thể cùng nữ tu giao lưu cơ hội, chờ ngươi kết thành độc thân kim đan, kim đan sẽ tự động sinh ra lực bài xích, đưa ngươi chung quanh nữ tính gạt ra, ngươi liền nói chuyện cơ hội đều không có. Mạnh cảnh chu giận dữ, cẩu tặc, đừng muốn loạn ta đạo tâm. Ta chưa hề chưa nghe nói qua độc thân kim đan có loại công năng này. Lục Dương bình tĩnh nói ra, đây là thượng cổ bí mật bất truyền, người bình thường ta không nói cho hắn. Mạnh cảnh chu hồ nghi nhìn xem Lục Dương, Nhớ tới trong cơ thể hắn còn có một tôn cực kỳ khủng bố thượng cổ chân tiên, có loại này chỗ dựa tại, biết được một chút thượng cổ bí ẩn chẳng có gì lạ. Không đúng, độc thân linh căn lần thứ nhất xuất hiện tại Đại Ngu Vương Triều, thời kỳ thượng cổ căn bản liền không có độc thân linh căn. Ngươi tiểu tử chính là đang gạt ta. Mạnh cảnh chu rất nhanh liền kịp phản ứng, ăn ta một bộ con rùa quyền. Hai người tại không gian thu hẹp triển khai kịch liệt quyết đấu, cuối cùng là bị Lý Hạo Nhiên khuyên ngừng lý sư đệ vị hôn thê của ngươi là thân phận gì lục dương nhớ tới lý hạo nhiên bối cảnh phụ mẫu đều là tán tu bình thường trúc cơ kỳ tu vi cũng không năng khiếu lý hạo nhiên có thể có hỏa linh căng thuần túy là ngẫu nhiên bố trí điểm này giống như lục dương chính nói tới vị hôn thê lý hạo nhiên có chút sầu mi khổ kiểm thở dài nói không biết rõ a à? không biết rõ lục dương cùng mạnh cảnh chu kinh ngạc nào có không biết rõ vị hôn thê thân phận là cái gì dựa theo cha mẹ ta thuyết pháp cha mẹ ta ra ngoài thám hiểm lúc gặp sinh tử nguy hiểm đúng lúc gặp một vị cao nhân đi ngang qua cứu cha mẹ của ta lúc ấy mẫu thân đã nghi ngờ ta đã có ba tháng vị cao nhân nào gặp mẫu thân mang bầu liền nói gặp lại tức là hữu duyên không bằng chúng ta hai nhà kết làm thân gia theo chỉ phúc phi hôn định ra hôn sự của ta sau đó vị cao nhân nào như vậy ly khai cũng không thấy nửa bóng dáng có thể đằng không mà lên vị cao nhân nào ít nhất là kim đan kỳ cổ thể tu là không được biết vị cao nhân nào họ gì tên gì có gì danh hào đến từ phương nào đi hướng nơi nào phụ mẫu hoàn toàn không biết ngươi cái này vị hôn thê định đến đủ qua loa ai nói không phải đâu lý hạo nhiên cười có chút bất đắc dĩ chủ yếu là cha mẹ ta lúc ấy cảm thấy bọn hắn chỉ là trúc cơ kỳ người ta một giới cao nhân có thể đồ bọn hắn cái gì coi như ta có chút thiên phú nhiều lắm là cũng bất quá là có thể tu luyện tới kim đan kỳ thiên phú, kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, ta là hỏa linh căng. Đơn linh căng tu sĩ nếu không chết yểu, chú định có thể trở thành tu tiên đại năng, đây là đáng giá tất cả thế gia xuất lực lôi kéo cái thế thiên phú, tỉ như trước đây khảo thí lúc đo ra lục dương là kiếm linh căng, liền có không ít vạn năm thế gia tâm động, hy vọng để tự mình nữ tử cùng lục dương thành thân. Chỉ bất quá về sau lục dương trở thành bất ngữ đạo nhân đệ tử, một mực đợi tại thiên môn phong những cái kia thế gia không có cơ hội sách thôi chẳng lẽ nói vị cao nhân nào lúc ấy liền nhìn ra ngươi là hỏa linh căng mạnh cảnh chu trăm mối vẫn không có cách giải cũng không đúng a à, chưa nghe nói qua có loại pháp thuật này nếu là có loại pháp thuật này mạnh gia đã sớm nắm giữ cũng sẽ không các loại mạnh cảnh chu bốn tuổi thời điểm mới khiến cho hắn thảo thí linh căng quái sự được rồi không nghĩ chờ gặp vị hôn thê của ngươi Hết thảy liền đều biết rõ. Ba người nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, dứt khoát từ bỏ suy nghĩ. Lão Mã kéo một cả ngày xe, lúc này mới đến Lý Hạo Nhiên nhà. Lý Hạo Nhiên nhà tại Lạc Phượng quận, nghe nói là có một cái thuần huyết phượng hoàng ở chỗ này tọa hóa, phúc phận vạn vật, bởi vậy gọi tên Lạc Phượng quận. Sau Diên Giang quận khí quyển không ít a. À. Lục Dương đầu nhô ra xe ngựa, nhìn thấy khí quyển đường hoàng tường thành, cùng người đến người đi dòng xe cộ còn có những cái kia rơi trên người mình như có như không ánh mắt, liền biết rõ cái này lạc phượng quận thực lực phi phàm. Dừng lại, xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Canh giữ ở cửa thành thủ vệ ngăn cản xe ngựa. Ba người thoải mái móc ra vấn đạo tông xuất cụ bằng chứng, mặc cho đối phương kiểm tra. Nguyên lai là vấn đạo tông đạo trưởng, mời đến. Thủ vệ nhìn thấy ba người đến từ vấn đạo tông, lập tức nổi lòng tôn kính, đừng quản vấn đạo tông tập tục chính đáng hay không, bên trong đệ tử từng cái đều là nhân trung long phượng, thành tựu phi phàm. Mà lại vấn đạo tông làm năm đại tiên môn một trong, vốn là có rất nhiều quyền lực, khiến nơi đó phủ nha kiên kỵ. Tỷ như nói phiền toái nhất cũng là kinh khủng nhất quyền chấp pháp, nếu để cho năm đại tiên môn ra được nơi đó phủ nha có cái gì phạm pháp sự tình, hoặc là cấu kết ma đạo hoạt động, có thể tiền trảm hậu tấu. Bất quá năm đại tiên môn đều sẽ cho đại hạ vương triều mặt mũi, đem người giao cho chính đại hạ vương triều xử lý, trừ khi chuyện đột nhiên xảy ra hoặc là tình thế bất đắc dĩ năm đại tiên môn mới có thể vận dụng cái này cuối cùng thủ đoạn lộ ra vấn đạo tông thân phận những cái kia rơi trên người ba người như có như không ánh mắt cũng liền không thấy đây là âm thầm thủ vệ phòng ngừa đạo chíp len lén lẻn vào lạc phượng quận làm loạn về phần vấn đạo tông làm loạn vượt qua phạm vi chức trách nhà chúng ta ở chỗ này lý hạo nhiên cho lão mã chỉ đường trên đường ba người còn nghe được trong quán trà truyền đến thuyết thư âm thanh, nói chính là vấn đạo tông truyền kỳ. Lại nói kia bất ngữ đạo nhân, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, hắn vì thể nghiệm nhân gian khó khăn, nhiều lần hạ ngục, cùng đám tù nhân cùng ăn cùng ở, thân thiết trò chuyện, quan tâm bọn hắn tại sao lại rơi vào này tấm ruộng đồng. Có thời điểm, bất ngữ đạo nhân sẽ từ đám tù nhân trong miệng biết được có chút địa phương yêu ma ẩn hiện, hắn tiến về nơi đó, hàng yêu trừ ma hôm nay cố sự liền từ bất ngữ đạo nhân từ ngục ở bên trong lấy được tin tức bắt đầu bất ngữ đạo nhân nghe được tù phạm nói kia an gia trang lộ ra một bộ quỷ dị bộ dáng phàm là ly khai an gia trang người đều thất hồn lạc phách mất hồn mất vía dù vậy những cái kia ly khai an gia trang người vẫn như cũng muốn trở về an gia trang bất ngữ đạo nhân khám phá an gia trang trang chủ âm mưu ở bên trong giết cái bẫy vào bẫy ra giết yêu ma cầu xin tha thứ lại không làm ác lục dương sắc mặt cổ quái cảm thấy sư phụ nghệ thuật gia công có chút quá mức ta làm sao nhớ kỹ cái này an gia trang là một đám hút người tinh khí hoa yêu mở nhưng thật ra là thanh lâu ngụy trang thành thôn trang vì trốn tránh nộp thuế về sau bị đại hạ vương triều phát hiện thuế khoản lỗ thủng đem an gia trang niêm phong rồi lý hạo nhiên kinh ngạc còn có chuyện này bất quá tông chủ có thể như thế biên tất nhiên có hắn đạo lý nói không chừng hắn ở bên trong sung làm trọng yếu nhân vật cách làng chơi, bị nhốt 15 ngày. Lục Dương bắt đầu suy nghĩ muốn hay không đem sư phụ Hồ Biên Loạn tạo sự tình nói cho đại sư tỷ. Nói cho đại sư tỷ, sư phụ không thể thiếu dừng lại bị thu thập, nhưng không nói cho đại sư tỷ đi, cũng có thể bị đại sư tỷ cho là mình cùng sư phụ thông đồng làm bậy. Một bên là sư phụ, một bên là đại sư tỷ, khó lựa chọn a. Lục Dương thở dài một tiếng, cảm thấy mình kẹp ở khe hở, khoảng chừng không phải người. Hắn móc ra tiền đồng, quyết định đem lựa chọn giao cho vận mệnh. Lục dương nhẹ nhàng bắn ra, tiền đồng phát ra thanh âm thanh thúy, trên không trung phi tóc xoay tròn, giống như là viên cầu, ba người ánh mắt từ đầu đến cuối tại tiền đồng bên trên, ngẩng đầu lại cúi đầu. Xoạch! Là chính diện. Xem ra là trời muốn diệt sư phụ A. Lục sư huynh, thử một lần nữa đi. Lý hạo nhiên khuyên nhủ, Hắn tại ngâm nham tương thời điểm nghe qua tuần hâm trưởng lão phàn nàn bất ngữ đạo nhân không đáng tin cậy. Bất quá dù nói thế nào, tông chủ dù sao cũng là tông chủ. Lục dương gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng không nguyện ý mật báo, thế là lại lần nữa bắn bay tiền đồng. Tiền đồng rơi xuống đất, là mặt trái. Lý hạo nhiên thở dài, tông chủ có thể trốn qua một kiếp. Chỉ nghe lục dương ở một bên thở dài, xem ra trời muốn diệt sư phụ A. À không phải lục sư huynh ngươi chờ chút làm sao chính diện là nói cho đại sư tỷ mặt trái cũng là nói cho đại sư tỷ đến cùng thế nào mới sẽ không đem chuyện này nói cho đại sư tỷ đương nhiên là tiền đồng dựng thẳng lên tới thời điểm gặp lý hạo nhiên sững sờ mạnh cảnh chu giải thích cho hắn nói ngươi nghĩ a à, tiền đồng rơi xuống đất có hai loại khả năng mặt phẳng rơi xuống đất cùng dựng thẳng lên đến đúng hay không đúng cho nên Lục Dương có một phần hai tỷ lệ không đem chuyện này nói cho đại sư tỷ, cái này tỷ lệ đã rất cao. Lục Dương một bộ mạnh cảnh chu rất được tâm ta biểu lộ. Lý Hạo Nhiên khóe mắt run rẩy, Lục sư huynh ngươi muốn cho sư phụ chết nói thẳng, làm gì đi cái quá trình. Lục Dương cùng mạnh cảnh chu có chút hoài niệm mang cốt, vừa rồi đổi thành mang cốt, đã sớm tin. Ba người đang khi nói chuyện, đi vào Lý Hạo Nhiên nhà lão trạch. Lão mã dừng lại, Lý Hạo Nhiên trước một bước xuống ngựa, cho hai người biểu hiện ra nói, hai vị sư huynh mời xem, đây chính là nhà ta, mặc dù có chút cũ nát, nhưng nơi này gánh chịu ta tuổi thơ ký ức, ta còn nhớ rõ khi còn bé thường xuyên bò trước cửa cây. Lý Sư Đệ, ta cảm thấy ngươi nhà không phải có chút cũ nát có thể hình dung. Lý Hạo Nhiên quay đầu, thấy được đang bị hủy đi Lý Gia cổ trạch. Nhà ta đâu? Lúc này mới rời nhà hơn một năm, làm sao nhà cũng bị mất. Ai, đây không phải lý gia tiểu tử sao nghe nói ngươi tiền đồ đi vấn đạo tông rồi một vị lão bá nhận ra lý hạo nhiên trương lão bá nhà ta đâu lý hạo nhiên nhìn thấy người quen vội vàng hỏi từng cha mẹ ngươi không có nói với ngươi sao để ăn mừng ngươi trở thành vấn đạo tông đệ tử nhà ngươi đem nguyên là phòng bán về sau dọn nhà đem đến xuân viên đường phố đi thật là chúc mừng ta trở thành vấn đạo tông đệ tử sao Lý Hạo Nhiên một cái tay che mặt, có chút bất đắc dĩ. Dựa theo Trương lão bá chỉ đường, ba người lúc này mới tìm tới Lý Hạo Nhiên chân chính nhà. Vào nhà trước đó, Lục Dương lặng lẽ cho Mạnh Cảnh chu truyền âm, cho bá phụ bá mẫu chuẩn bị quà ra mắt sao. Đã sớm chuẩn bị xong, ta thân phận ngọc bài bên trong lấy không ít đồ tốt, ngươi đây. Ta trước khi đến đi một chuyến nhiệm vụ đại điện, đổi một chút đang dược và thiên tài địa bảo. Hai người giao lưu xong, lúc này mới yên tâm xuống xe. Lý Hạo Nhiên còn chưa gõ cửa, liền nghe về đến trong nhà truyền đến cô gái xa lạ thanh âm. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cửa hôn sự này. Chỉ phúc vi hôn. Trải qua đồng ý của ta sao? Muốn cho ta thừa nhận cửa hôn sự này, nghĩ cùng đừng nghĩ. Sau đó lại truyền tới Lý Hạo Nhiên phụ thân thanh âm, cửa hôn sự này đều là đã nói xong. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe được âm thanh ồn ào, liếc nhau, sự tình tự hồ cũng không phải là rất thuận lợi. Lý Hạo Nhiên nhíu mày, mở cửa lớn ra, cố ý lớn tiếng nói ra, cha mẹ, ta trở về. Đẩy cửa ra, trong nội viện đứng đấy một đôi vợ chồng, có chút chân tay luống cuốn, tự hồ tình thế vượt quá bọn hắn sở liệu, chính là Lý Hạo Nhiên phụ mẫu. Cùng Lý Hạo Nhiên cãi nhau chính là một vị tịnh lệ thiếu nữ, nhìn cùng Lý Hạo Nhiên tuổi tác không kém nhiều. Thiếu nữ đứng phía sau một vị xinh đẹp nữ tu, Hai đầu lông mày cùng thiếu nữ giống nhau đến mấy phần, không biết rõ là thiếu nữ tỷ tỷ vẫn là mẫu thân. Hạo Nhiên trở về rồi. Lý phụ Lý mẫu nhìn thấy Lý Hạo Nhiên về nhà, mừng rỡ. "Cha mẹ, ta giới thiệu một cái, đây là ta tại Vấn Đạo Tông hai vị sư huynh, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu." "Bá phụ bá mẫu tốt." Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu mang theo nụ cười thân thiết, xuất ra sớm đã chuẩn bị xong lễ vật. "Tới thì tới, còn lấy cái gì đồ vật?" đều là tới trên đường tiện tay mua, không đáng tiền. Song Phương từ chối một phen, Lý Phụ Lý mẫu nhận lấy lễ gặp mặt. Ngươi chính là Lý Hạo Nhiên. Thiếu nữ nhíu mày nhìn xem Lý Hạo Nhiên, bình tĩnh mà xem xét, Lý Hạo Nhiên dáng dấp tuấn tú lịch sự, được cho anh Tuấn, bất quá thiếu nữ hiện tại thấy thế nào hắn làm sao không vừa mắt. Ngươi là ai? Lý Hạo Nhiên đối thiếu nữ cũng không có tốt ngữ khí. Lý Phụ Lý mẫu sợ hãi mâu thuẫn kích thích, vội vàng giới thiệu nói nàng là tần Nghiên Nghiên, đây là nàng mẫu thân tô y nhân cũng chính là trước đây cứu chúng ta cao nhân tinh thần không gian bên trong bất hủ tiên tử khẽ di một tiếng cái này tô y nhân có chút đồ vật a là hợp thể kỳ tu sĩ trung ương đại lục năng nhân dị sĩ không phải số ít rất nhiều hợp thể kỳ tu sĩ lục dương đều chưa nghe nói qua đừng nói lục dương liền liền sinh ra mạnh gia mạnh cảnh chu đều không thể đem hợp thể kỳ tu sĩ nhận toàn Hợp thể kỳ. Lục Dương giật mình, lý sư đệ như thế đáng tiền sao? Hợp thể kỳ tu sĩ không chỉ có cứu Lý phụ Lý mẫu, còn chỉ phúc phi hôn. Lục Dương cũng không nhìn ra Lý Hạo Nhiên ngoại trừ Hỏa Linh căng bên ngoài, có cái gì đặc biệt đáng giá người chú ý. Đã không có đột nhiên từ phía trên mới biến thành phế nhân, cũng sẽ không làm kỳ quái cử động nói kỳ quái lời kịch. Bất Hủ tiên tử trêu chọc nói, ngươi cũng rất đáng tiền a. À, Vân Chi kia tiểu nha đầu tự mình cho ngươi cùng Lan Đình kéo hôn ước, nếu là thật thành công, ngươi phía sau lưng có thể đứng một đám hợp thể kỳ. Lục Dương liếc mắt, không có nhận bất hủ tiên tử gốc rạ. Tần nghiêng nghiên dò xét Lý Hạo Nhiên, nghe nói ngươi là vấn đạo tông xuất thân, còn tại các ngươi một lần kia thực lực xếp hạng thứ năm, đủ mất mặt A, đường đường hỏa linh căng chỉ có thể xếp tại thứ năm. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ vị trí thứ bốn, một cái kiếm linh căng bị đại sư tỷ tự mình dạy bảo, pháp thuật thiên phú sánh vai đại sư tỷ một cái độc thân linh căn xuất thân lớn nhất thế gia mạnh gia một cái so đơn linh căn càng hiếm có vũ hóa tiên thể một cái tập hợp mang tộc khí vận thượng cổ mang tộc mạch duệ chính mình xếp tại thứ năm giống như không thế nào mất mặt mang cốt là vị cuối cùng thượng cổ mang tộc có truyền thuyết xưng một chủng tộc cuối cùng một người sẽ ngưng tụ cái chủng tộc này toàn bộ khí vận chẳng bằng nói mình có thể nên so sánh qua được phía trước bốn người mới kỳ quái a khuyên ngươi một câu hôn ước hết hiệu lực mọi người bình an vô sự ngày sau giang hồ tốt gặp nhau nếu ngươi cự tuyệt nói đến đây tần nghiêng nghiêng lộ ra một vòng cười lạnh cự tuyệt hạ tràng không cần nói cũng biết ta nếu là cự tuyệt đâu tần nghiêng nghiêng tiếp tục cười lạnh chưa nghĩ ra nếu như cự tuyệt làm như thế nào uy hiếp lý hạo nhiên ngươi nếu là cự tuyệt ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra cái cửa này đây là nhà ta Vậy ta liền vận dụng sau lưng ta lực lượng, để ngươi nửa bước khó đi Ta là vấn đạo tông đệ tử Vậy ta liền đi vấn đạo tông nói ngươi bức lương làm kỹ nữ Tung tin đồng nhảm là phải ngồi tù Vậy ngươi hôm nay mang tới hai người kia liền nguy hiểm Xin cứ tự nhiên, bọn hắn một cái là chúng ta tông chủ cái thứ tư đệ tử Một cái là mạnh gia trưởng tử Vậy ta liền Lý phụ lý mẫu không nghĩ tới tầng nghiêng nghiêng sẽ phản kháng kịch liệt như vậy không biết nên như thế nào cho phải bọn hắn mặc dù là trưởng bối nhưng tu vi là toàn trường thấp nhất tô y nhân từ phía sau ấn xuống tầng nghiêng nghiêng bả vai thuyết phục nữ nhi nghiêng nghiêng ta biết rõ ngươi một thời gian khó mà tiếp nhận hôn ước chuyện này ngươi vì cái gì không thử tiếp xúc một cái hạo nhiên đây nói không chừng ngươi không có gì nói không chừng Tần nghiêng nghiêng hất ra tô y nhân tay phẫn nộ giống như là một đầu sư tử nhỏ mẹ ngươi định ra hôn ước Trải qua đồng ý của ta sao? Khi thời điểm không phải ngươi còn chưa ra đời Vậy ta ra đời về sau ngươi cũng không có nói ta hôn ước sự tình Vài ngày trước mới nói cho ta Tần nghiêng nghiêng hồi tưởng lại trước mấy ngày ôn tồn lễ độ mẫu thân Đột nhiên nói với mình hôn ước sự tình Đơn giản ngủ lôi oanh đỉnh Ngươi tốt xấu nói sớm đây Bằng không thì cũng không đến mức liền làm sao uy hiếp đều chưa nghĩ ra Cô y nhân nghẹn lời Tần nghiêng nghiêng gặp mẫu thân dạng này càng là giận từ tâm đến, tóm lại cái này hôn ước ta không đồng ý. Tần nghiêng nghiêng một chỉ lý hạo nhiên, ta cho ngươi chừa chút mặt mũi, ngươi tranh thủ thời gian giải trừ, chuyện này coi như kết thúc. Lý hạo nhiên cũng tới hỏa khí, nếu như ôn tồn thương lượng, đối phương không nguyện ý thực hiện hôn ước, giải trừ cũng liền giải trừ, ngươi đi lên giống như này ngang ngược, còn vô pháp vô thiên, ngươi nói giải trừ liền giải trừ. Hắn từng chữ nói ra nói ra, ta cho ngươi biết, cái này hôn ước ta đời này cũng sẽ không giải trừ tần nghiêng nghiêng nghe xong lời này trực tiếp xù lông hôm nay hôn ước này ngươi giải trừ cũng phải giải trừ không giải trừ cũng muốn giải trừ thiên quan phù tần nghiêng nghiêng móc ra một đạo phù lục phù lục hóa thành một đạo bạch quan bá một tiếng đánh về phía lý hạo nhiên lý hạo nhiên đeo lên quyền sáo một quyền đem bạch quan đánh bay đi đi tránh xa một chút nhìn Lục Dương chào hỏi đám người cách nơi này xa một chút. Không cần ngăn cản bọn hắn sao. Lý Phụ Lý Mẫu cùng Tô Y Nhân đều lo lắng giao chiến song phương. Đều có hỏa khí, đánh một trận tán trong tán lửa. Lục Dương cười nói. Tô Y Nhân cảm thấy Lục Dương nói có đạo lý, xuất thủ luyện hóa lý gia nhà mới, miễn cho đem chỗ ở làm hỏng. Lý Hạo Nhiên cùng Tần Nghiên Nghiên đều lưu ý đến Tô Y Nhân cử động, thế là triệt để buông ra lực lượng, phương thức chiến đấu đại khai đại hợp. Lý Hạo Nhiên từ không gian trữ vật móc ra một cây trường thương, đây là hắn luyện chế tốt nhất vũ khí, trường thương xẹt qua gạch, tia lửa tung tóe. Tần nghiêng nghiêng trong tay chẳng biết lúc nào nhiều rất nhiều phù lục, nàng đối Lý Hạo Nhiên liền đánh ra một đạo, phá hiểu phù. Lý Hạo Nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, trường thương thượng thiêu, phá hiểu phù tác dụng còn chưa phát động, liền bị trường thương chia hai nửa. Phá! Trường thương như du long, tại chiến đấu du động, một chiêu một thức đều để lộ ra bá đạo, vung thương lúc tốc độ càng là siêu việt vận tốc âm thanh, tiếng xé gió lên, đầu thương đã xuất hiện tại cự ly tầng nghiêng nghiêng không đủ ba tất cự ly. Tầng nghiêng nghiêng con ngươi hơi co lại, một kích này vô luận như thế nào đều không tránh thoát, kim cương phù. Nàng đầu bỗng nhiên phía bên phải lệch ra, mũi thương xẹt qua bả vai, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Tần nghiêng nghiêng cắn nát ngón tay, lấy máu làm môi giới, trên không trung vẽ bùa, một thanh to lớn chùa y xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu. Nện. Lý Hạo Nhiên chỉ có thể nâng lên trường thương ngạnh kháng một kích này, trọng chùa y vừa nhanh vừa mạnh, đập Lý Hạo Nhiên hai tay rung lên, trường thương rơi xuống. Lăng không vẽ bùa, thật mạnh phù lục thiên phú. Lục Dương nhìn tần nghiêng nghiêng cùng không cần tiền đồng dạng dùng phù lục, còn tưởng rằng là trong nhà cho, lấy nàng hiển lộ ra phù lục thiên phú, những bùa chú này sợ đều là chính nàng vẽ không có vũ khí nhìn ngươi đánh như thế nào tần nghiêng nghiêng vận dụng thần tốc phù thân hình hóa thành thiểm điện thân thể hướng về phía trước nghiêng phóng tới lý hạo nhiên lý hạo nhiên không nói tiếng nào vung ra song quyền hắn vốn cũng không phải là dùng vũ khí chiến đấu tu sĩ hắn chân chính am hiểu là luyện hóa tần nghiêng nghiêng móc ra ba tấm kim cương phù muốn ngăn trở lý hạo nhiên một quyền ai ngờ nghĩ lý hạo nhiên tại chỗ luyện hóa kim cương phù hóa thành bình chướng hắn xé khai bình chướng một cước đạp bay tần nghiêng nghiêng tần nghiêng nghiên thừa cơ bắt lấy lý hạo nhiên mắt cá chân bỗng nhiên đánh tới hướng mặt đất nàng dùng cường hóa phù tạm thời cường hóa thân thể mặc dù sau đó thân thể sẽ đau đớn một hồi nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy lý hạo nhiên thuận thế hai tay chống địa cải biến thụ lực tư thế dùng một chiêu con thỏ đạp ưng đạp trở về tần nghiên nghiên cũng không phải hời hợt hạng người đồng dạng phù lục sư am hiểu đánh xa một khi cận thân chính là thua nhưng nàng là cái khác loại, đặc địa luyện qua cận thân chiến đấu phương pháp. Hai người bắt đầu cận thân vật lộn, quyền quyền đến thịt, ken ken rung động, không lưu tình chút nào. Bỗng nhiên, Lý Hạo Nhiên đánh một cái động tác giả, đầu bỗng nhiên đánh tới hướng tầng nghiêng nghiêng, tầng nghiêng nghiêng bị bất thình lình một kích đập hoa mắt chóng mặt, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Cường hóa tóc Lục Dương giật mình, một màn này sao mà tương tự, tại cùng ngũ hành tông giao lưu hội bên trên, mạnh cảnh chu chính là dùng cái này không muốn mặc một chiêu chiến thắng đối thủ. Mạnh cảnh chu so lục dương càng giật mình, luyện thể luyện đến cùng phát là tam trưởng lão tuyệt học, mà lại điều kiện tu luyện 10 phần hà khắc, Lý Hạo Nhiên từ nơi nào học được? Lại là làm sao học được? Lý Hạo Nhiên chú ý tới hai người, cười cười, lấy xuống tóc giả. Luyện thể có thể luyện đến cùng phát, luyện khí tự nhiên cũng có thể luyện đến tóc giả. Mạnh sư huynh dùng một chiêu kia chiến thắng địch nhân, cho ta rất lớn dẫn dắt, nhưng ta không phải là luyện thể sĩ, luyện không đến cùng phát, chỉ có thể cạo đầu trọc phát, luyện chế một đỉnh tóc giả, nay thiên nhất nhìn, hiệu quả không tệ. Lục Dương, chấm chấm. Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Đối với mình thật là độc ác A ngươi. Tần nghiêng nghiêng ngã trên mặt đất, nhìn thấy Lý Hạo Nhiên vô sĩ mang theo tóc giả, bi phẫn đang xen, muốn khóc lên, cứ thế mà đem nước mắt nén trở về. Ngươi thắng, ngươi cùng mẹ ta thành thân đi, ta không ngăn các ngươi. Các ngươi yêu làm gì làm gì đi. Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không gọi người ba ba. Lý Hạo Nhiên Hắn còn không có từ thắng lợi trong vui sướng cao hứng bao lâu, liền bị cái này tin tức nặng ký đập linh đài choáng ván. Thành thân Lý Hạo Nhiên đầu tiên là nhỏ giọng thầm thì một câu, bỗng nhiên nâng lên âm điệu, cùng mẹ ngươi. Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía phụ mẫu cùng gương mặt đỏ bừng tô y nhân, Mẹ, không phải đã nói chỉ phúc phi hôn sao? Lý mẫu ánh mắt trốn tránh, không dám chính diện nhìn nhi tử, không sai a, à, lúc ấy là y nhân chỉ vào người của ta bụng, nói nàng muốn cùng ngươi kết hôn. Chỉ phúc phi hôn là hiểu như vậy sao? Cho ta đến điểm hạt dưa. Lục Dương từ mạnh cảnh chu trong tay đoạt lấy một nửa hạt dưa, hai người cùng ham sơ đồng dạng gặm. Lục Dương như có điều suy nghĩ, nữ lớn ba ngàn, ông cái gì tới? nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha